Tôi thấy lúc mà tôi điện thoại nó gào lên kinh quá. Lần này á, tôi gọi chúng mình là chắc chắn rồi. Hay là mẹ Quang lại làm sao? Nên là cậu ấy mới như vậy. Quang, em ở lại đã, tôi muốn gặp em. Em không ở, em phải về. Tâm tí là soi. Đồ cái gì thế kia? Quang này, hôm nay cậu làm sao đấy? Cậu dùng điện thoại không giờ, cô giáo thua đúng rồi. Quang, em ở lại đã. Quang, cô bảo cậu ở lại kìa. Ở lại đi. Này, chính mình ở lại xem thế nào đã rồi đây. Quang, sao cậu gọi em không quay lại? Em muốn về, cô không muốn ở lại đâu. Em còn chẳng muốn học nữa. Nào, ngồi xuống đây. Ngồi xuống, cô trò mình nói chuyện. Thế nào, cô bảo em có ngồi không? Nào, nói cô biết đi. Em có chuyện gì không vui à? Cứ nói đi, đừng ngại. Mẹ dạo này đã đỡ hơn chưa? Từ hôm cô và các bạn đến thăm, mẹ đã ăn được nhiều hơn chưa? Cô và các bạn luôn quan tâm đến em. Em phải học chăm, học giỏi thì mẹ mới vui, mới khỏe mạnh được chứ. Em và cô cũng thế thôi. Em là một học sinh hư mà. Một học sinh lười nhá, kém cỏi và vô kỷ luật. Quang, sao em lại nói thế? Cô và nhà trường luôn quan